trời đang mưa đấy chứ. Đi đàn bà mẹ mày ở nhà này mày coi như là gọi là trăm con trăm cái trông nom nhà cửa, nhưng mình thì này đấy, ai biết đâu, không live stream thì không ai biết đúng không. Em chào anh Cường Hoan nhá, em gái đang đi bốc hàng nhưng mà đáng ra là ra từ lúc 9 giờ nhưng mà bị sạt đường chị ạ, bị sạt đường tắc hết cả là xe đây. Ông làm hoàn đất mà ăn, bắt phạm như sinh. Đấy, sạt đường đây này, xe đang tắt hết cả ba đây này. Đấy, chết đói đây này. Mày lái xe thì mày đang chết đói này, hello. À, người xa lạ ơi, chào Cẩm Tú nha. Đấy, mày, bao nhiêu con xe đường ngang thì mày coi như là phải đứng ở đây từ lúc chiều đến giờ đây này. Bởi vì mưa gió ấy. Phải đứng đây đã, chưa đi được đâu. Đang ở đúng giữa rừng này, sạt lở mà chị viết ba chơi. Em vất vả từ ngày mới lấy chồng rồi chị, quen công việc ấy rồi. Đi được đéo đâu mà ngồi lên đi mẹ. Nào đi kiểu gì, nào đi kiểu gì mà ngồi lên nào. Chào nha, chào cả nhà nha. Ít mẹ mày đi kiểu gì mà ngồi lên hả? À? Hả? À? Đi làm sao được mà ngồi lên hả? À? À? Đi làm sao được mà ngồi lên con. Tí nữa là để nhờ con này nó kéo con xe cho cô lên. Em sao được mẹ. À ở chút của em ơi. Xe nó bị ở đây nó sạt đường hay không là chị đang phải ngô ngô sáng hàng đây này. Ngồi lại đi. Ngồi lại đi. Bảo rồi đừng có lên. Sang phụ đây, sang phụ đây, sang phụ đây. Ngồi thẳng lên, thẳng lên, thẳng lên, giả lái đi. Giả lái đi em ơi. Rồi rồi thẳng đây, thẳng đây. Rồi thẳng đây, thẳng đây. Đã có gì ăn ở trong rừng này đâu hả em ơi, Ngọc nào. Rồi đứng đây thôi, đứng đây thôi. Ôi đứng đây, đứng đây. Đang ở giữa rừng này nên làm gì có gì ăn hả em? Đi vào căn công của mẹ mày bốc vàng mẹ mày. Mưa gió sạt lở đường sợ quá. Giờ con em lớn em giao cho nó đi chị. Đi vào đây bốc vàng nó bị lún chị ạ. Nên là em đang phải bo hàng lên chơi. Chưa Nhung ơi, chưa qua được em ạ, đang bo hàng, chị đang bo hàng em ạ. Đang cho xe gót bò em ơi.
được chỗ khăn nước này mà. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Đứng vào cái chỗ khác, nước sẽ mầm mầm. Đứng vào con này, đây. Người đó đúng rồi em ạ. Nó còn là đường đi từ múa xuống cái này sạt lở mấy chỗ liền em ơi. Sạt lở mấy chỗ liền. Đang ở giữa rừng đây. Ăn uống gì không? Ăn uống gì không? Ngon rồi này. Rừng đang ở đúng giữa rừng luôn. Chỗ này tôi xuống của. Trời mưa mà chị. Trời mưa sạt lở trên này này, trên này nhiều rừng núi nữa. 4 năm con đang phải nằm ở đây. Xe nhà em to nhất trên này là em phải bo qua cái chỗ này, bo qua cái các cái xe gác nó bo qua cho nhà em, mỗi xe 7-8 tấn thì mới qua được kìa. Mưa mà. Chào bà Công Lâm nha, chào chị Nguyễn. Chào Nguyễn nha. Mưa to mà, nhìn cái thác nước nó kêu kìa. Nhìn cái thác nước kêu to kìa. Đấy, thác nước kêu mầm mầm đây. Đang đứng ở trước rừng đây. Em cảm ơn chị nha. Là ban ngày thì check in thì mới được đấy, trời đấy, trời mầm này, nhìn thấy tắt nước chưa? Chắc tối không nhìn đúng không? Ngô chị ơi, em mất ngô. Bốc bốn mấy tấn ngô nhưng mà đi qua chỗ này nó đường nó sạt lở ấy chị, nên là nó nặng hàng không qua được, mình phải thuê xe gác bo qua đấy, phải sang hàng khổ vậy đấy. Cuộc sống miếng cơm manh áo, kiếm đồng tiền đâu phải đơn giản. Muốn nhàn nhã chỉ có buôn gian bán lậu mafia. Còn là gọi là hàng táo này, gọi là buôn hàng nông sản này thì thôi rồi, nghèo khổ mãi thôi mà. Giữa rừng không có một cái gì, phố lộ om om om. À, nhìn này, quay này cũng om om om, mình đặt xe này. Chưa, trời ơi, chắc là phải tầm 3 giờ đêm, 3-4 giờ đêm, đến sáng ấy. Ôi om ở đây. Cá có quán xa đeo gì. Con chào mẹ nha, con chào mẹ nhiều. Cá quán xa đeo. Tối hôm nay luôn đây. Chỗ này là gọi là sông của đấy. Xong rồi. Đường ở đây sạt lở nhiều lắm mẹ. Con đi từ ở Tô Múa đi xuống cái này sạt 4 năm đầu đống đất liền. Hello cả nhà yêu, hello anh trai. Đang đúng ngay chỗ thác chảy đấy đi đâu này thì thác chảy không cả nhà. Em chào anh trai, đi đâu đi.
đi bốc ngô em ơi, đang bốc ngô ở trong của. Đường Quang Minh Mường Tè thì cả nhà biết rồi đúng không? Quá kinh khủng luôn. Thằng ngủ đấy, lại một con xe nữa. Làm gì mà đi được. Cảm ơn Tùng Bịt nhá. Bác này. Bác nước này. Đấy. Con cảm ơn mày yêu. Không sang ngô thì không bao giờ qua được. Ok. Đấy, phải thế chứ. Rồi, cho các xin hạ cái điện thoại đi. Đúng rồi, cháy đây. Con là có mỗi ngồi. Ui, sao chưa thật không ở dưới này. Được bao nhiêu tấn rồi, xong mà bao nhiêu tấn à? 8 tấn rồi. 8 tấn rồi à? Chắc không? Giỏi lắm thì 4 tấn. Con này đầy là đường khổ mẹ đây đây, sao thế mày, đây này mày nhìn sao thế này, đây này con nói điêu đâu về đấy, sạp đường cái này đấy, đường cái này cô lên bảo mua cái nó mới chặt nước à, đi đây mà bắn đâu đeo cái bao nó không lên xe nào. Tiền là gì? Chỉ là vô nghĩa thôi. Không có tiền thì cũng khổ lắm người ơi. Cái bài tiền để làm chi, để phải làm gì đấy? Tiền để làm chi, tiền làm gì, lại nói đây tết mang được. Không chỉ là mình phải khác nước rồi. À, chào Tuấn Phượng nha, khác nước kìa. Mắc cạn mùa chị hết. Đường sạt lở, phải thuê xe khác. Cô hàng vất vả. Đồng tiền trong sạch. Đấy. Làm một đồng tiền gọi là đồng tiền mồ hôi nước mắt chính thức. Đấy. Không bao giờ kiếm đồng tiền dơ bẩn. Đấy. Đúng không? Đấy. Em cũng đang đi đây chị đấy à. Đây này, chị đây. Này đang ở chỗ này, chỗ sông Của nhá. Nếu ai đường vào, ai mà vào được sông Của là biết trong sông Của đúng không? Là đường nó như thế nào đúng không? Đấy. Cho nên là kiếm đồng tiền không sung sướng đâu cả nhà. Không sung sướng đâu. Vất vả lắm. Rất vất vả. Phải gì đâu. Em là mình hay quay để ăn trực tiếp thì mọi người tưởng mình sướng thôi. Không làm ngoặc đất mà ăn đúng không? À. Không làm lấy gì mà ăn. Chưa ăn uống gì đây. Mẹ vẫn phải cười đây.
Ok em. Bộ đội thì kể cả là vất vả vẫn phải cười. Đấy, ướt hết cả người đây vẫn phải cười. Đấy. Ăn kể là khi ăn chơi không bao giờ quên nhiệm vụ công việc. Đấy. Chẳng qua là bây giờ được sạt lở thì phải chấp nhận mò hàng, bởi vì là mọi lần là nắng ấy là xe cứ qua đây là 40-50 tấn bèo bèo, nhưng mà hôm nay đã được sạt được lở nên là bắt buộc ra hàng làm ăn thì cũng phải lúc nào lúc kia. Đấy. 3-4 con này đấy. Chị ơi chị quê đâu vậy? Quê Mục Châu em ơi. Có ai vất vả như tôi không ạ? Tầm này mọi người là làm tình trang xứ Facebook đúng không? Tôi vẫn còn đang ở trên rừng đây. Đấy. Ăn chơi nhưng không quên nhiệm vụ công việc. Đấy. Chào Quang Béo nhá. Chào Hoàng Phi nhá. Con chào mẹ nhá. Chào người vận chuyển nhá. Hello các tình yêu. Đáng ra kiếp trước là mình phải là đàn ông đúng không, không phải là đàn bà. Chào chị gái. Ok, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon mưa đẹp. Còn Thảo thì chắc chắn là phải chắc đêm nay rồi để cho anh em mốc. Em thấy chị vui vẻ như thế này, vui tín đẳng cấp. À chị đang cho thở xuống. Xong hàng em ơi, sang bao xe em ơi. Ăn cho con bác bò, ăn bò con ngu ra. Ăn. Nhìn cô cháu ơi. Nhìn cô cháu. À, cảm ơn nhá. Cảm ơn Tuấn Phượng nhá. Có quen chị Phượng à? Alo nào. Có. Có em ơi. Giỏi đâu công việc mà em. Con đi ăn bánh mì đi.